Chào mừng quý vị trở lại với Lady Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến Bắt đầu từ thứ hai đầu tuần này Sở thuế ra thông báo rằng họ đã gửi khoảng 36 triệu lá thư đến cho các hộ gia đình đủ điều kiện cho chương trình Child Tax Credit hay còn gọi là chương trình CTC của năm 2021. Quý vị đã nhận được thư này chưa? Lê Đinh tin rằng rất nhiều quý vị đã nhận được những lá thư này rồi bởi vì Lê Đinh cũng vừa mới nhận được thư này vào ngày hôm qua. Trong video ngày 9 tháng 6, 2021 hôm nay, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị nội dung của lá thư này nhé đây là lá thư mà lê đinh nhận được từ irs vào ngày hôm qua nếu quý vị nhận được những lá thư tương tự như vậy quý vị đừng bỏ qua nhé bởi vì đó là thư từ sở thuế ở góc trái phía trên của bao thư quý vị sẽ thấy chữ department of the treasury tức là bộ ngân khố hay là bộ tài chánh còn các chữ in đậm internal revenue service được viết tắt là irs mà chúng ta thường gọi tắt là sở thuế. Ở góc trái phía dưới của bì thư sẽ là tên và địa chỉ của quý vị. Lá thư này viết rằng quý vị có thể đủ điều kiện để nhận số tiền tạm ứng trước của chương trình Child Tax Credit, còn gọi tắt là chương trình CTC. Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận số tiền này và quý vị muốn nhận số tiền này thì quý vị không cần phải làm gì cả. Quý vị sẽ được nhận thêm một lá thư nữa với nhiều chi tiết hơn. The American Rescue Plan hay còn gọi là gói cứu trợ 3 đã được ký thành luật vào tháng 3, tạo thêm những thay đổi mới quan trọng cho chương trình Charles Tax Credit cho hầu hết những người đóng thuế năm 2021. Số tiền khấu trừ thuế đã được tăng lên cho rất nhiều người đóng thuế. Điều này có nghĩa là những người đóng thuế có thể hưởng lợi được từ số tiền khấu trừ này ngay cả khi họ không nợ bất kỳ một khoản thuế thu nhập nào. Trên trang nhà của sở thuế cũng có giải thích rõ về vấn đề này. Và đây cũng là một điểm quan trọng của chương trình Child Tax Credit năm 2021 và chỉ có trong năm nay mà thôi. Tức là cho dù quý vị không có nợ thuế của năm 2021 hay là quý vị không có thu nhập của năm 2021 nhưng quý vị có các con hay những người phụ thuộc có số an sinh xã hội và ở độ tuổi đủ điều kiện để nhận chương trình CTC này thì quý vị đều được khấu trừ tối đa 3.600 đô la hoặc là 3.000 đô la cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Trong thư này cũng viết rằng số tiền khấu trừ cũng bao gồm những trẻ em đủ điều kiện bước sang tuổi 17 trong năm 2021. The American Rescue Plan lệnh cho sở thuế tạm ứng trước hàng tháng khoản khấu trừ của nửa số tiền Child Tax Credit ước tính trong năm. Sở thuế sẽ khấu trừ tạm ứng trước bắt đầu từ tháng 7 cho đến cuối năm nay. Ở đoạn thứ 3, lá thư này viết rằng, cho năm thuế 2021, số tiền tạm ứng cho chương trình CTC sẽ là phân nửa của số tiền ước tính cho chương trình CTC. Chương trình trao Tax Credit này là khấu trừ thuế cho năm 2021. Nhưng vì chúng ta chưa khai thuế cho năm 2021, Do đó, Sở thuế sẽ dựa theo giấy thuế của năm 2020. Nếu quý vị chưa khai thuế năm 2020, Sở thuế sẽ căn cứ vào giấy tờ thuế của năm 2019 tính toán số tiền này và gửi đến quý vị bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 12 năm nay. Tổng cộng là 6 tháng tạm ứng trước. Đến mùa khai thuế năm sau, Sở thuế sẽ tính toán lại dựa theo hồ sơ thuế của quý vị trong năm 2021 và gửi đến quý vị số tiền còn lại. Lê Đinh xin được tiếp tục chia sẻ phần còn lại của lá thư này. Thư viết rằng, số tiền tối đa của chương trình trao Tax Credit sẽ là 3.000 đô la cho mỗi trẻ đủ điều kiện ở độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi và 3.600 đô la cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi tính đến cuối năm 2021. Và nếu quý vị là người claim các cháu vào trong hồ sơ thuế của mình thì các cháu phải đang sinh sống với quý vị tại Mỹ được hơn nửa năm. Điều này thường được áp dụng cho những trường hợp mà cha mẹ ly dị và chia sẻ quyền nuôi dưỡng con cái. Nếu người con đó có độ tuổi quy định nhưng không sống chung với quý vị tại Mỹ ít nhất là 6 tháng, thì cho dù quý vị claim vào trong hồ sơ khai thuế của mình, quý vị vẫn không thể lấy được số tiền khấu trừ thuế theo chương trình này. Trong thư này cũng cho biết, để nhận được tối đa số tiền khấu trừ thuế này, AGI của một người độc thân phải là 75.000 đô la hoặc ít hơn. Nếu quý vị là chủ hộ, thì AGI của quý vị trong năm phải là 112.500 đô la hoặc ít hơn. Còn nếu như quý vị là vợ chồng khai thuế chung hoặc là người ngoá, thì thu nhập trong năm của quý vị phải là 150.000 đô la hoặc ít hơn. Khi quý vị có thu nhập cao hơn mức quy định này, thì số tiền khấu trừ CTC của quý vị sẽ bị giảm đi từ từ. Cho đến một khoản nào đó, quý vị sẽ trở thành không đủ điều kiện để nhận. Ở đoạn cuối của lá thư thông báo, Sở Thuế cho biết nếu như quý vị không muốn nhận số tiền tạm ứng trước cho chương trình CTC này, Sở Thuế cũng sẽ có những hướng dẫn để quý vị có thể rút tên ra khỏi chương trình tạm ứng. Các hướng dẫn này sẽ được gửi ra trước cuối tháng 6. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi các thông tin cập nhật mới trên trang nhà của Sở Thuế để biết thêm thông tin về chương trình tạm ứng CTC này. Quý vị thân mến, nói tóm lại, nếu như quý vị nhận được lá thư thông báo từ IRS, giống như lá thư mà Lê Đinh vừa mới chia sẻ, thì đó là thư IRS thông báo rằng quý vị đủ điều kiện để nhận chương trình khấu trừ tạm ứng trước hàng tháng, bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 12 năm 2021 cho chương trình Child Tax Credit, tính của thuế năm 2021. Đây là một lá thư tổng quát, giải thích số tiền thu nhập bao nhiêu thì quý vị đủ điều kiện cho chương trình này. Và trẻ ở độ tuổi nào thì đủ điều kiện để nhận tối đa 3.600 đô la hay là 3.000 đô la. Sở thuế sẽ bắt đầu gửi số tiền này hàng tháng vào ngày 15 Tây đến cho quý vị, bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 năm nay cho đến cuối tháng 12 năm nay. Quý vị sẽ nhận được 300 đô la mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và 250 đô la mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 cho đến 17 tuổi. Trường hợp quý vị không muốn nhận tạm ứng hàng tháng mà muốn chờ đến cuối năm 2021 để khai thuế rồi nhận chính xác số tiền này một lần luôn, quý vị được quyền làm điều này. Sở thuế sẽ có hướng dẫn để quý vị có thể rút tên ra khỏi chương trình tạm ứng hàng tháng này trước cuối tháng 6 năm 2021. Còn nếu như quý vị đồng ý với việc tạm ứng hàng tháng của sở thuế, thì quý vị không cần phải làm điều gì thêm cả. Quý vị sẽ nhận thêm một lá thư thứ hai với những thông tin chi tiết hơn về số tiền mà quý vị sẽ được tạm ứng hàng tháng theo chương trình này. Quý vị thân mến, đây quả là một tin vui phải không quý vị? Bởi vì thông thường, mỗi năm quý vị chỉ nhận được 2.000 đô la maximum cho một trẻ em theo chương trình Child Tax Credit nhưng riêng năm 2021 này, quý vị sẽ nhận được tối đa là 3.600 đô la nếu như quý vị có các con dưới 6 tuổi và 3.000 đô la nếu như quý vị có các con từ 6 đến 17 tuổi. Còn thêm một điểm thuận lợi nữa là quý vị lại được nhận mỗi tháng tiền trao tax credit thay vì phải chờ đến cuối năm khai thuế mới nhận được một lần. Nếu như quý vị không muốn nhận mỗi tháng, quý vị vẫn được quyền để opt out chương trình này tức là để dành lại đến cuối năm chúng ta khai thuế rồi nhận. Quý vị nghĩ sao về chương trình này? Quý vị dự định sẽ nhận tạm ứng hàng tháng cho chương trình này hay là chờ đến cuối năm khai thuế rồi mới nhận luôn một lần? Theo Lê Đinh, nếu như quý vị thấy thu nhập của quý vị trong năm 2021 có thể vượt hơn mức quy định để được nhận chương trình này, thì quý vị không cần phải nhận hàng tháng và chờ đến cuối năm khai thuế rồi nhận một lần. Nhưng nếu như quý vị biết mức thu nhập của mình không vượt quá quy định thì quý vị nên nhận tiền hàng tháng. Vì như vậy, quý vị sẽ có tiền để xoay sở khi cần thiết. Nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của Lê Đinh thôi, còn ý kiến của quý vị thế nào? Xin quý vị hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé. Và đó cũng là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Lê Đinh nhé. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.